Mình thấy mấy cái chai này rất là đẹp nhưng mà thực sự ra uống cũng rất là ngon. Đây là cái nước gì mà nó có trái hình trái dừa. Giờ mình sẽ uống trà sữa Trung Quốc này nha mấy bạn. Trà sữa này có hình trái dừa nha mấy bạn. Mình uống nha mấy bạn. Nó ngon lắm mấy bạn. Béo béo. Mình ăn qua cây kem này nha mấy bạn. Nhiều rồi. Chua quá à. Nó có trái gì á, trái này không phải trái dâu, có một tay à, có bấm quá mấy bạn, đều đi theo đó mấy bạn. Đây là kem sữa nha mấy bạn, kem sữa.